Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười rơi nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Mỗi cầu thủ trên sân đều sở hữu một nền tảng kỹ thuật vô cùng tốt, đó là cơ sở để họ có thể có những pha bóng tạo đột biến trên sân, mang lại những cơ hội cho đội bóng của mình. Một yếu tố khác cũng rất cần thiết đối với một cầu thủ, đó là khả năng nhanh nhạy trong phán đoán và xử lý tình huống sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi xem lại những pha xử lý sáng tạo đánh lừa cả sân vận động của các cầu thủ sân cỏ. Ở giải vô địch quốc gia Scotland, thủ môn Matt Oxley đã có màn ra mắt cực kỳ thành công trong màu áo Hibernian. Ngay trong trận đấu đầu tiên, thủ thành này đã đóng góp một bàn thắng giúp cho đội nhà vượt qua Livingston với tỷ số 2-1. Phút 19, anh đã chủ động tận dụng tối đa khoảng cách để thực hiện pha phát bóng đi thẳng vào lưới của Livingston trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mặc dù sự kết hợp không thực sự tốt của thủ môn và hậu vệ của Livingston cũng tạo điều kiện để bóng bay vào lưới, nhưng vẫn phải nói đây là một cú phát bóng chất lượng của thủ môn này. Đây là một pha bóng đúng là đã đánh lừa toàn bộ mọi người tại sân vận động. Cầu thủ phía trên khi biết mình đã ở tư thế việt vị đã không nhận bóng nữa mà bỏ bóng để cầu thủ vừa thực hiện đường truyền tiếp tục băng lên và bình tĩnh hạ gục thủ môn đối phương. Pha bỏ bóng đã làm bất ngờ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Đến vị trọng tài biên, người trước đó đã giăng cờ báo việt vị lên cho pha bóng này, cũng không ngờ pha bóng này lại diễn ra với kịch bản như vậy. Còn đây là pha xử lý qua người thủ môn cực kỳ bình tĩnh của tiền đạo này. Nhận bóng và đối mặt với thủ môn nhưng không hề hoang mang. Cầu thủ này liền đẩy bóng qua một phía và mình từ phía còn lại vòng ra sau nhận bóng. Pha xử lý giúp anh loại bỏ hoàn toàn thủ môn và ghi bàn dễ dàng vào mảnh lưới trống. Trận đấu giữa AC Milan và Juventus, tiền vệ người bờ biển Nga Frank Kessié đã có pha độc diễn solo qua sự đeo bám của hai hậu vệ Juventus một cách ngoạn mục. Pha xử lý mượt mà và tinh tế của anh đã khiến hai hậu vệ của Juventus trở thành trò cười trên sân. Tất cả các cổ động viên đều phải ồ lên sau pha xử lý đáng kinh ngạc này. Trong một ngày mà Mohamed Salah đã hủy diệt Watford với cú poker của mình hồi năm 2018,
Hàng phòng ngự đối phương đơn giản là quá mỏng manh trước phong độ của ngôi sao người Ai Cập. Ngay từ phút thứ tư, với một động tác giả cực kỳ tinh tế, anh đã đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự đối phương, sau đó tung cú dứt điểm chéo góc từ một khe hở giữa rừng chân các cầu thủ Watford mở tỷ số cho Liverpool. Đây chính xác là một pha xử lý thiên tài của cầu thủ này, một cú gắp bóng cực kỳ hoàn hảo, từ vẻ đẹp cho đến hiệu quả của pha bóng. Nó đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương trong một nút nhạc, đồng thời bóng cũng bay chính xác tới chân người đồng đội đã đứng ở phía trong, mở ra một cơ hội cho đội mình. Một pha phối hợp hoàn hảo của Tottenham và kết thúc bằng một bàn thắng không thể đẹp mắt hơn. Nó đã thuyết phục hoàn toàn cả những cổ động viên khó tính nhất. Cú dứt điểm theo kiểu Rabona kỹ thuật đưa bóng về góc xa khung thành của Eric Lamela khiến thủ môn Bertolino chỉ biết nhòi người trong vô vọng. Đây cũng là bàn thắng được trao giải bàn thắng đẹp nhất Premier League mùa 2020-2021. Ngôi sao người Argentina có pha kiến tạo cực đỉnh trong chiến thắng 5-0 của PSG trước Angers ở tứ kết cúp quốc gia Pháp. Phút 67, Angel Di Maria xâm nhập vòng cấm rồi có pha giả sút thoát khỏi sự kèm cặp của hai trung vệ bên phía Angers. Ngôi sao người Argentina sau đó tung ra cú Rabona kiến tạo bằng chân trái cực đỉnh giúp đồng hương Mauro Icardi dễ dàng đặt lòng vào lưới trống. Nhanh, khéo và cực kỳ tinh tế là những gì có thể nói về bàn thắng mở tỷ số của Wilshere vào lưới Norwich, mở ra chiến thắng tưng bừng 4-1 sau đó của Arsenal. Khi Casula đưa bóng đến, Giroud có pha nhả lại một chạm rất đẹp cho Wilshere và ngôi sao người Anh tiếp tục vẫy cổ chân cực khéo để thực hiện thêm một lần bật tường nữa với Giroud. Đường bóng cuối cùng mà Giroud cung cấp cho Wilshere là hoàn hảo, dù thực hiện bằng má ngoài ở tư thế quay lưng về khung thành. Nó đã khiến các hậu vệ Norwich chôn chân đứng nhìn một cách ngỡ ngàng và vừa tầm để Wilshere chỉ cần chạm nhẹ là ghi bàn. Như vậy, chỉ với 3 cầu thủ tham gia tình huống tấn công, Arsenal đã phá tan hệ thống phòng thủ có ít nhất 7 người của đối phương. Mohamed Salah lập cú đúp mang về chiến thắng cho Liverpool trước Watford ở vòng 17 Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020. Trong đó, bàn thắng thứ hai thực sự là một tuyệt phẩm khiến nhiều khán giả phải trầm trồ khen ngợi. Xuất phát từ cú dứt điểm không trúng đích của Divock Origi trong vòng cấm Watford, bóng lăn về phía Salah đang đứng ở rìa vòng 5m50. Tiền đạo người Ai Cập lập tức đánh gót đầy bất ngờ để sâu kim hậu vệ Watford và ghi bàn ấn định chiến thắng cho Liverpool. Những pha bóng tuyệt phẩm vừa rồi có làm các bạn hài lòng vì vẻ đẹp của nó hay không? Tất cả đều là những pha xử lý có thể đưa vào sách giáo khoa vì độ đẹp và chính xác của nó. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới vì nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!